Huyện Bát Sát nằm ở phía tây bắc của tỉnh Lào Cai. Thế mạnh nổi trội nhất của Bát Sát là nông nghiệp núi cao. Nơi đây có những cánh đồng lúa sáng củ, một loại lúa đặc sản chỉ phù hợp với ruộng núi trên nền đất phong hóa từ đá vôi, có giá bán cao gấp nhiều lần lúa tẻ thường. Những năm gần đây, Bát Sát phát triển mạnh vùng trồng dược liệu và gia vị như thảo quả, sa nhân, sả, gừng đen, rong giềng, thu hút nhiều doanh nghiệp đến liên kết cùng nông dân phát triển các cơ sở chế biến nông sản, xây dựng thương hiệu và thu mua sản phẩm, đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Một thế mạnh mới được Bát Sát tập trung phát huy và khai thác gần đây nhưng có triển vọng lâu dài là du lịch. Bát Sát là nơi sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt tại ngã ba sông Lũng Pô. Bát Sát có núi non hùng vĩ với hai đỉnh Kỳ Quan San và nhiều cổ san nằm trong top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Bát Sát có đại ngàn nguyên sinh rền sáng, một kho dự trữ nguồn gen bản địa quý hiếm, nơi phát sinh của nhiều dòng suối thơ mộng như suối Mường Hum, Ngòi San và những ngọn thác nổi tiếng như thác Rồng, thác Ong. Bát Sát có con đường đá cổ Pa Vi, một nhánh của hệ thống thương mại trà mã cổ đạo, liên kết các vùng sản xuất và tiêu thụ chè của Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ. Bát Sát có những bản làng truyền thống của nhiều dân tộc như Dao Đỏ, Mông, Giấy, nơi lưu giữ được những hạt vàng văn hóa dân gian như kiến trúc nhà gỗ, lễ hội, ca vũ dân tộc, lưu giữ các nghề thủ công mỹ nghệ làm ra những sản phẩm tinh xảo như bạc tiên nữ, xéo pờ hồ và danh tửu san lùng. Đặc biệt, Thung lũng Y Tý là nơi duy nhất ở nước ta người Hà Nhì sinh sống thành cộng đồng tập trung với các bản làng mang vẻ đẹp cổ tích, các vùng ruộng bậc thang kỳ vĩ, ảo huyền trong sông mây bất tận, là một điểm đến mới đầy bất ngờ với du khách. Tỉnh Lào Cai đang xúc tiến quy hoạch Y Tý trở thành một trọng điểm du lịch của tỉnh với việc nâng cấp tuyến đường vòng tròn độc đáo kết nối Bát Sát với thành phố Lào Cai và Sapa. Với chủ trương gắn kết du lịch cộng đồng với nông nghiệp hữu cơ, cái tên Bát Sát đang dần trở nên quen thuộc với du khách và các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội phát triển các dự án nghỉ dưỡng sinh thái, lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, góp phần hình thành một vùng du lịch mới của Việt Nam.